Như vậy tính đến nay đã là khoảng một tuần mà mình được trải nghiệm iOS 17 Public Beta rồi. Khác với những cái bản cập nhật iOS trước thì mình khuyên rằng là bạn nào mà muốn trải nghiệm những tính năng mới thì có thể lên cái bản Public Beta này được. Bởi vì không giống như những cái bản cập nhật iOS mới ngày trước thì nó hay lỗi liếc gì đó, thì trên bản iOS 17 Public Beta này cũng lỗi. Nhưng mà việc mà chúng ta bới lông tìm vết một lỗi ở trên cái phiên bản beta nó chẳng khác gì các bạn lại khen Blackpink hát tiếng Việt không sõi, đúng không? Bởi vì lỗi là chuyện đương nhiên có thể xảy ra. Nhưng bản này các bạn vẫn có thể lên được vì những lỗi đó không quá quan trọng. Mà tiết lộ nhỏ cho các bạn là với cái phiên bản Public Beta này pin cực kỳ là tốt luôn nhá. Và không để mất thêm quá nhiều thời gian các bạn nữa, đây là những gì mình trải nghiệm được ở trên iOS 17 Public Beta trong vòng khoảng 1 tuần. Trước khi bắt đầu video, đừng quên like, share và subscribe để đón xem những video mới nhất. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về thời lượng pin, bởi vì đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến người dùng và bất kỳ anh em nào khi mà lên một cái bản cập nhật iOS mới cũng vô cùng là băn khoăn về cái vấn đề này. Thì mình có thể khẳng định rằng là iOS 17 Public Beta vẫn là một cái bản cập nhật, dù nó chưa phải là chính thức nha, nhưng vẫn đem lại một thời lượng pin rất là ngon. Mình đã thử trên rất là nhiều những mẫu điện thoại văn phòng, ví dụ như là iPhone 14 Pro Max của mình thì nó có thể on screen được 9 tiếng, 12 Pro Max và 14 thì được 6 tiếng, và riêng iPhone 14 Pro thì sẽ được 5 tiếng. Cái con 14 Pro này thì hơi thọt, không biết lý do là vì gì. Có thể là nó chưa thực sự là ổn định với cái phiên bản gọi là Public Beta này. Nên mình nghĩ rằng là khi chúng ta có bản cập nhật chính thức thì mọi thứ sẽ ổn hơn. Cái thứ hai là về hiệu năng của những chiếc máy iPhone thì nó có bị giảm nhiều không? Đáng tiếc là mình thấy nó không giảm, nhưng mà nhiệt độ của nó lại bị nóng lên. Cái này thì nó sẽ khá là bất cập với những anh em nào mà hay chơi game, đặc biệt là những con game như cả PUBG Mobile. Mình đã thử test với cả con iPhone 14 Pro Max này thì nó khá là nóng. Kể cả khi mà mình sạc nhá, mình đeo ốp mà ngồi trong phòng điều hòa thì nó vẫn nóng lên một cách rất là bất thường. Nó nóng lên cao đến mức mà nó chỉ cho sạc đến 80% thôi, sau đó là nó sẽ không nhận sạc nữa bởi vì nhiệt độ lúc này đã quá cao rồi. Trên cả 4 mẫu máy mình test bao gồm 12 Pro Max, 14, 14 Pro và 14 Pro Max thì tình hình giật lag nó ít khi xảy ra, chỉ có nóng hơn bình thường mà thôi. Còn việc mà những cái chiếc máy như thế này gặp cái tình trạng nóng lên với các bản cập nhật beta thì đây là chuyện hoàn toàn dễ hiểu và bình thường các bạn nhá. Và mình nói rồi là nó chỉ ảnh hưởng đến những anh em nào mà có thói quen chơi game nhiều ở trên những thiết bị iPhone như thế này thôi. Nhưng mà thực ra là nó gọi là chơi game nặng ấy thì đúng hơn. Còn với những tựa game nhẹ nhàng khác như kiểu là mình chơi tốc chiến hay là mình chơi những game arcade ở trên Apple Arcade ấy, thì mọi thứ lại khá là bình thường. Thế nên mình nghĩ rằng là các bạn cũng không cần phải lo lắng quá nhiều khi mà lên cái phiên bản Public Beta này đến nhà Apple. Những bạn nào mà thích điện thoại màn hình to để trải nghiệm cái phiên bản này thì mọi người có thể chọn iPhone 12 Pro Max hoặc là iPhone 12 thì cũng đã là khá tốt rồi. Bởi vì là mức giá của những sản phẩm này tại XT Mobile đang là rất ngon. Ví dụ như là ở đây chúng ta có con iPhone 12 Pro Max 128GB cũ thì giá của nó là 15.179.000. Và cái mức giá này thì bằng với iPhone 14 128GB bản cũ luôn, cũng chỉ ở khoảng là 15.299.000 đồng mà thôi. Hàng chính hãng với iPhone 14 Pro Max bản 128GB là 26,2 triệu đồng. Các bạn quan tâm đến những sản phẩm này tại XT Mobile thì có thể truy cập đường link bên dưới phần mô tả. Đó là những thứ liên quan đến pin, liên quan đến hiệu năng ở trên iPhone 14 Pro Max và được cập nhật lên iOS 17 Public Beta. Vậy thì có những cái tính năng nào mới mà mình hay sử dụng? Cái tính năng mình dùng nhiều nhất phải kể đến và nó cũng thay đổi luôn cái thói quen dùng của mình, đó chính là AirDrop. Cái AirDrop này mình thấy nó hữu ích nhất ở chỗ là gì? Ví dụ như là ngày xưa chưa có cái tính năng là chạm để AirDrop cho nhau ấy, thì mình muốn chuyển cái bức ảnh của mình hoặc là những cái dữ liệu của mình cho một người cụ thể nào đó rất là khó. Đôi khi là nó còn không tìm được cái thiết bị của nhau cơ, thành ra là mình lại cần phải khởi động lại AirDrop thì mới có thể tìm được, nó rất là mất thời gian. Bây giờ ấy, cái này thì sẽ cực kỳ là hữu ích bởi vì là trong quá trình mà các bạn đến một nơi nào đó kiểu công cộng đông người này, hoặc đơn giản các bạn đi concert thôi, các bạn chụp được một tấm hình nào đó đẹp, quay được một cái video nào đó ngon mà muốn chia sẻ cho bạn bè, thì lúc này xung quanh các bạn có 8 vạn cái iPhone biết chuyển cho ai. Thì bây giờ có cái tính năng này, các bạn chỉ cần chạm iPhone vào với nhau là chuyển được. Cái này thì cực kỳ là hữu ích. Cái tính năng thứ hai mình mới tìm được trong thời gian gần đây đó chính là tùy chọn nhạc chuông cho từng SIM. Cái này thì cực kỳ là buồn cười bởi vì là mình sẽ có hai cái SIM, một SIM thì mình nhận cuộc gọi từ các shipper thôi, nó đại khái nó là SIM phụ các bạn ạ. Và cái SIM chính thì mình mới nhận cuộc gọi từ những người thân yêu này, rồi là từ đối tác bạn bè các thứ. Thì trong một vài trường hợp, ví dụ như là khi mình đang làm việc hoặc là mình đang quay video, mình chỉ cần nghe cái tiếng nhạc chuông thôi là mình biết ai gọi cho mình và cái số này có xứng đáng để mình nhấc lên mình nghe hay không. Đa phần thì những cái số lạ gọi đến cho cái SIM phụ của mình thì mình sẽ không nghe, để mình tập trung làm việc hơn, lúc sau gọi điện lại cũng được. Đấy, thì cái nhạc chuông này nó chính là một cái phần để giúp cho mình phân biệt điều đó dễ dàng hơn mà không cần phải bật điện thoại lên, đấy cũng rất là tiện. Cái thứ ba đó là tính năng standby, tức là khi mình xoay ngang chiếc iPhone này ra và nó hiện những cái thông tin như kiểu đồng hồ này rồi là nhắc nhở các thứ ấy. Cái này thì cực kỳ là hay bởi vì là
tính của mình rất là hay quên, và công việc tại Vật Vờ Studio thì nó bị quá nhiều đi, mà không phải lúc nào mình cũng có thể bật điện thoại lên mình kè kè như thế này, sau đó thì mình xem là checklist công việc như thế nào. Thì bây giờ nhờ có tính năng standby, máy vẫn nằm trong cái chế độ là always on display và mình vẫn có thể xem được những cái nhắc nhở liên quan đến công việc của mình. Xong cái công việc nào thì mình lại có thể tích vào đó một cái, đó là công việc này coi như đã hoàn thành. Thì cái này nó sẽ cực kỳ là phù hợp dành cho anh em nào mà có một cái phụ kiện MagSafe như là mình. Còn bạn nào mà không có một cái đế MagSafe ý, thì mọi người hoàn toàn là có thể dùng một cái đế bình thường thôi. Các bạn đặt ngang điện thoại ra, sau đó cắm sạc cho nó vào cổng Lightning là cũng có thể sử dụng tính năng standby này. Tiếp đến là một cái nữa, đó là tương tác với widget. Cái widget này thì mình dùng rất là nhiều trên Android, nhưng mà đến tận bây giờ thì iOS mới cho mình tận dụng được cái widget một cách gọi là thoải mái nhất. Bởi vì ngày trước ý, thì widget ở trên iPhone nó hoàn toàn không cho chúng ta tương tác, nó chỉ hiện ở đó mà thôi. Nhưng mà bây giờ với widget ở trên iOS 17 thì mình đã có thể làm được những cái trò như này. Đấy, bật nhạc ngay ở trên widget này luôn, hoặc là mình có thể gọi điện cho một người nào đó ở ngay trên widget, nó cũng rất là hay và tiện lợi. Và cái số lượng widget ở trên iOS 17 nó cũng rất là nhiều và có thêm cực kỳ nhiều widget mới nữa mà mình kể ra đây chắc là hết video mất. Nên là bạn nào tò mò cứ lên thử cái này và trải nghiệm nha. Tiếp theo đó là cái tính năng cắt ảnh một chạm này. Cái tính năng cắt ảnh một chạm thì mình đã giới thiệu cho các bạn ở trong một cái video tổng hợp. Ví dụ như ở đây mình đang có một tấm ảnh mà nó không ở trong cái tỷ lệ mình muốn, hoặc là mình đang muốn highlight một chi tiết nào đó ở trên tấm ảnh này, mình chỉ cần zoom ra thôi. Sau đó là hệ thống sẽ cho chúng ta một công tắc cắt xén, mình bấm lên là được. Và bên cạnh đó thì cái trình chỉnh sửa ảnh ở trên iOS 17 Public Beta nó cũng đã khác đi một chút. Ví dụ như bây giờ mình muốn cắt kiểu hình vuông hay là hình chữ nhật thì mọi thứ nó đã có mặt sẵn ở đây rồi. Nó rất là dễ nhìn, nó cực kỳ trực quan đấy các bạn ạ. Đấy. Đó là những cái tính năng mà mình rất hay dùng ở trên iOS 17 Public Beta và mình thấy là nó hay thật. Còn một vài những tính năng khác, ví dụ như kiểu là chúng ta có thể gắn nhãn dán ở trên iMessage này, hay là mình có thể tạo ra những cái emoji, những cái icon rất là đáng yêu ở trên FaceTime, thì cái đấy là tính năng bổ trợ mình không dùng quá nhiều. Đặc biệt là cái tính năng mà thay đổi cái hình đại diện các bạn trong danh bạ ấy, thì mình thấy nó cũng hay nhưng mà thay đổi nó hơi mất thời gian. Mình lại rất là lười custom, thành ra bây giờ mình custom có mỗi hai đứa, đó là Long Ngọng và Đức Trịnh thôi. Đấy, còn những tính năng khác ở trên iOS 17 và rất đáng chú ý nữa nhưng mà hiện tại là mình cũng chưa dùng quá là đáng kể. Ví dụ như là name drop, đó là khi mà chúng ta lên bar này xin số của người khác, hoặc là chúng ta chuyển những cái thông tin của mình dành cho đối tác ấy, thì cái này thì sẽ dùng nhiều nhưng mà cá nhân mình thì chưa dùng nhiều đến mức đó. Thứ hai đó là tính năng lấy lại mật khẩu ở trên màn hình khóa, chẳng may mà các bạn có quên password chẳng hạn, thì mình cũng chưa dùng tính năng này bao giờ bởi vì là mình có quên mật khẩu màn hình khóa đâu. Một vài những tính năng khác rất là đáng mong chờ ở trên phiên bản iOS 17 này, ở trong những cái bản cập nhật về sau, ví dụ như là 17.1, 17.2, thì có thể kể đến là AirDrop mà không cần phải dùng Bluetooth mà chúng ta dùng mạng. Cái này thì mình thấy cực kỳ hay, bởi vì như mình đã chia sẻ rồi thì trong một vài trường hợp các bạn chụp hình mà các bạn lại quên AirDrop cho nhau chẳng hạn, ví dụ như đi du lịch về đấy, mỗi đứa về một nhà, thì bây giờ chúng ta đã có thể sử dụng tính năng là AirDrop thẳng qua mạng Internet với chất lượng hình ảnh cao nhất, và đương nhiên là nó có cái sự đồng bộ tốt nhất với các cái thiết bị iPhone hoặc là Apple với nhau. Đó là những thứ mà mình rất là hay dùng ở trên iOS 17 Public Beta, và cả một vài tính năng nó cũng rất là hứa hẹn nữa. Thế nhưng mà lỗi ở trên phiên bản cập nhật này thì mình cũng sẽ nói luôn ra đây để cho các bạn tiện theo dõi. Và mình xin nhấn mạnh lại cho các bạn một lần nữa, đó là phiên bản beta thì kiểu gì nó cũng sẽ có lỗi, thậm chí là bản chính thức nó còn có lỗi thì nói gì đến bản beta. Và mình không hề chê trách Apple, mình cũng không chê trách iOS, mình chỉ kể đến ở đây để bạn nào mà có nhu cầu muốn lên bản cập nhật này có thể cân nhắc xem là nó có ảnh hưởng nhiều đến cái trải nghiệm của các bạn hay không, chứ cái này là mình hoàn toàn không chê Apple hay là iOS nha. Cái lỗi đầu tiên mình gặp phải đó là nó mất hết ký hiệu giờ sóng ở trên màn hình chính. Cái tình trạng này thì khá là ít gặp, từ ngày lên một tuần thì mình gặp khoảng 2 lần thôi, không quá nhiều. Cái lỗi thứ hai nó gặp phải khi mà mình nhắn tin qua các cái ứng dụng bên thứ ba, ví dụ như là Tele, như là Insta hay là Messenger chẳng hạn, thì tự nhiên cái dòng mà mình đang gõ nó biến mất, mình chỉ nhìn thấy mỗi bàn phím thôi, không biết là đang gõ cái gì cả. Và để khắc phục điều này thì mình chỉ có cách là mình reset lại cái app đó. Lỗi này thì ngày trước ấy, các bạn cũng đã gặp ở trên những phiên bản cập nhật iOS 16 rồi cơ, chứ không phải là đến bây giờ các bạn mới gặp. Và cái lỗi thứ ba mình gặp đó là không sử dụng được VNEID. Cái lỗi này mình thấy là có khá là nhiều bạn gặp phải chứ không chỉ riêng một mình đâu. Nên là những bạn nào ấy mà trong thời gian này các bạn đang dùng ứng dụng VNEID rất nhiều thì các bạn chưa nên lên bản cập nhật này vội nhá. Chứ còn cá nhân mình tầm này là mình không có dùng nhiều mấy, nên là mình thử lên xem là nó ra làm sao. Với cả cũng vì một lý do là mình dùng nhiều điện thoại nên là ứng dụng này mình có thể cài lên trên chiếc điện thoại Android khác và mình cũng dùng bình thường. Còn bạn nào chỉ dùng một con iPhone và dùng ứng dụng này nhiều thì hiện tại là chưa nên lên iOS 17 Public Beta nha. Nhìn chung là những cái lỗi này không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm của mình. Những bạn nào muốn lên Public Beta thì có thể yên tâm cả về phần pin lẫn cái phần hiệu năng nếu như các bạn không chơi game quá nhiều. Và trong trường hợp các bạn muốn mua những cái thiết bị iPhone mới để có thể sử dụng với những cái bản cập nhật về sau này nó ngon lành hơn, thì các bạn có thể truy cập đường link bên dưới phần mô tả
giảm tại XT Mobile. Những cái chiếc điện thoại như kiểu là 12 Pro Max cũ hay là 14 cũ thì đang có mức giá rất tốt, chỉ là hơn 15 triệu đồng mà thôi. Còn với những chiếc 14 Pro Max hàng mới nguyên đai nguyên kiện thì giá bắt đầu từ 26,2 triệu đồng các bạn nhé. Đương nhiên là hỗ trợ rất nhiều những chương trình trả góp dành cho các bạn rồi. Rồi, thì đó là những cái trải nghiệm của mình với iOS 17 Public Beta. Nhìn chung thì đây là một bản cập nhật khiến cho mình cảm thấy khá là hài lòng. Vậy thì các bạn nghĩ sao? Hãy cho mình biết bằng cách là comment phía bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye.